Đây là võ đài Chicken Boxing tại Thành phố Hồ Chí Minh, nơi diễn ra trận tranh đài thế giới đầu tiên tại Việt Nam giữa tay đấm chủ nhà Trần Văn Thảo và võ sĩ Philippines Andrew Laurio. Trần Văn Thảo và Andrew Laurio đấu 12 hiệp và danh hiệu dành cho võ sĩ chiến thắng là chiếc đài thế giới của Hiệp hội Boxing Quốc tế IBA hạng Bantamweight. Đây là võ sĩ Andrew Laurio, tay đấm 23 tuổi người Philippines, bắt đầu sự nghiệp boxing từ năm 2018. Tính cho đến thời điểm này, Laurio đã trải qua 16 trận chuyên nghiệp, thắng 12, hòa 1 và để thua 3 trận. Trước khi gặp Trần Văn Thảo để tranh đại IBA Thế giới, Andrew Laurio đã thể hiện phong độ rất tốt với 2 chiến thắng bằng knockout kỹ thuật liên tiếp. Tay đấm Philippines hiện đang xếp hạng 2 sao của BoxRec với tỷ lệ knockout là 56,25%. Và đây là võ sĩ chủ nhà Trần Văn Thảo. Sinh năm 1992, Trần Văn Thảo chính là võ sĩ chuyên nghiệp đầu tiên của Việt Nam giành đai nhà nghề boxing, cụ thể là chiếc đai WBC châu Á vào tháng 12 năm 2017. Thành tích boxing chuyên nghiệp của Trần Văn Thảo là rất ấn tượng khi anh đã trải qua 15 trận chuyên nghiệp và chỉ để thua duy nhất một trận trước võ sĩ Billy Deep vào tháng 12 năm 2019. Tháng 7 năm ngoái, Trần Văn Thảo đủ điều kiện tranh đai thế giới và IBA đã xếp lịch tranh đai của anh với võ sĩ người Tanzania Fadili Majiha. Tuy nhiên do dịch Covid-19, trận đấu bị hủy bỏ và hôm nay Andrew Laurio là cái tên được lựa chọn cho trận đấu với Trần Văn Thảo. Trần Văn Thảo cùng ekip Chicken Boxing đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho trận đấu này. Vậy chiếc đại IBA thế giới sẽ được Trần Văn Thảo giữ lại ở Việt Nam hay nó sẽ thuộc về tay đấm trẻ của Philippines? Kênh Võ Việt xin gửi tới quý vị và các bạn toàn bộ diễn biến trận đấu này. Wow! Very good, that's really good.
I saw. We the top 10, UGK the major, way not play it, it don't stop here. Traffic lights, we going, know the time until the clock near. Hands on roll, we doing digi till the whole block clear. Yo, what you got there? Oh, did you not hear? Indies taking over and we got the whole shop, yeah. Hershey wanna know me better, but I'm on the top 10. Gotta match my energy, you see I'm in the top, yeah. Yeah, yeah, it's top 10, hey. In blessed mode, did you forget, bro? Put G.O.D. first and nothing less, no. On a radar per release, per request, yo. Life is like a dice game, that's a bet, though. Is you bugging, that's a dub. Shoulder shrug to the stub. Tell him hit the squatty up. See a line of cars meet up. Nah, don't bother us. Windows fogging up. If she in a passenger, then you know she finest. Damn. It's really still a bros in my blood, love. All is all love. AWD, I got a newer clutch. And my guapi up, you could call me up. Since you know the face and the name, this is us. We the top 10. UGK the major, way not play it, it don't stop here. Traffic lights, we going, know the time until the clock, yeah. Hands on roll, we doing digi to the whole block. Yo, what you got there? Oh, did you not hear? Indies taking over and we got the whole shop, yeah. Hershey wanna know me better, but I'm on the top 10. Gotta match my energy, you see I'm in the top, yeah. Yeah, yeah, it's top 10, ayy, ayy. Yeah, I heard you knocking, but my nigga, I am not here. Watch out for the company you keep, cause people mad with. I will pull up on you and address it, I am not scared. We just looking down on these niggas. For the company you keep, cause people mad with. I will pull up on you and address it, I am not scared. We just looking down on these niggas from the top stairs. We been dropping back to back to back, but it don't stop here. People love to tell me their opinion, I do not care. I know that we keep bodying these tracks, man, it is not fair. Way that God keep blessing me, protected by my mom's prayers. In my own bubble like a Montclair. Count the money, making sure it's all there. Designer in my closet and it's all rare. Every year it's all, yeah, and it's your boy like top 10. UGK the major, way not play it, it don't stop here. Traffic lights, we going, know the time until the clock, yeah. Hands on roll, we doing digi to the whole block clear. Yo, what you got there? Oh, did you not hear? Indies taking over and we got the whole shop, yeah. Hershey wanna know me better, but I'm on the top 10. Gotta match my energy, you see I'm in the top, yeah. Yeah, yeah, it's top 10, hey, hey. Chuyển động cùng Võ Việt.